Người đàn ông này là Ha Lan, được mệnh danh là chiến thần Ấn Độ. Với một sức mạnh phi thường, chỉ cần ra tay là có người nằm xuống. Đã thế anh còn được đạo diễn bút bất tử, cho dù máy bay có thả cả một tấn thuốc nổ thì Ha Lan vẫn có thể chạy thoát. Sau đó tay không hạ hết binh đoàn xe tăng chỉ trong chớp mắt, mà Ha Lan mạnh như vậy chỉ để bảo vệ người anh ăn hại. Ha Lan có một người anh là Mbappe, trái ngược với bản tính dũng mãnh của người em, thì Mbappe lại vô cùng nhát chết. Qua đó ngay từ nhỏ toàn bị người khác bắt nạt, nhưng chỉ cần anh gọi to tên Ha Lan, ngay lập tức Ha Lan sẽ xuất hiện như một vị thần, dễ dàng xử lý mấy tên thích ăn hiếp anh trai. Qua đó tại vùng quê của hai anh em sinh sống, không thằng nào còn dám bố láo nữa. Có được bản tính máu chiến như vậy là do Ha Lan được thừa hưởng khí chất từ người bố. Ông là một chỉ huy cấp cao trong quân đội Ấn Độ, vì thế lúc nào cũng muốn các con nối nghiệp mình. Trong một lần làm nhiệm vụ, ông đã không may bị trúng đạn, thấy được khí chất mạnh mẽ từ cậu con trai út. Trước lúc ra đi, ông muốn Ha Lan phải đi theo con đường của ông và phải đứng ra bảo vệ cho anh trai Mbappe, nhưng cậu lại chẳng hề hứng thú. Thế nên Ha Lan chỉ thực hiện một nửa lời hứa với bố, đó là chăm sóc cho anh trai. 15 năm sau, hai anh em đều đã khôn lớn. Vào một lần đi xem phim, Mbappe không may va chạm với mấy anh em xã hội, bọn chúng lên mặt muốn dạy cho anh một bài học. Thấy không ổn, Mbappe liền gọi to tên Ha Lan, làm cho anh đang xem phim phải đứng bật dậy, chạy với tốc độ xé gió, xuất hiện như một vị thần trước mặt anh trai. Ai ngờ đám côn đồ nhìn thấy lại coi thường, nghĩ rằng Ha Lan chẳng là cái thá gì, biết rằng nếu em trai ra tay thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn, nên Mbappe đã kéo Ha Lan đi khỏi. Đúng lúc này Ha Lan phát hiện có máu chảy bên tai anh trai, cậu liền tưởng tượng ra cảnh anh trai bị ăn hiếp. Quay đi quay lại, Mbappe đã thấy thằng em đấm bay răng tên đầu trọc, sau đó rách cổ nhảy lên đập mạnh hắn ta xuống sàn. Lúc này Ha Lan đã hóa điên, không gì có thể ngăn cản nổi. Tên cầm đầu đám côn đồ thấy vậy cũng ra hiệu đám đàn em lao lên, ai ngờ chưa kịp tiếp cận đã bị Ha Lan giơ chân chặn đứng, nhẹ nhàng hạ gục một lúc cả ba tên. Cuối cùng chỉ còn thằng cầm đầu, Ha Lan cứ thế dí hắn ta xuống sàn, rồi dùng cái đầu của hắn để lau sạch sàn nhà. Quay lại thì tên đầu chọc đã tỉnh, anh trực tiếp nhào lộn vác hắn ta lên. May mắn Mbappe đã kịp ngăn cản, mới cứu được cái mạng chó của hắn. Sau chuyện này Ha Lan được người coi như người hùng. Chính anh đã nhân danh công lý trừ gian diệt ác, cũng vừa hay cục cảnh sát đang thiếu một người như thế. Cảnh sát trường muốn mời Ha Lan về làm, nhưng anh lại chẳng có chút hứng thú nào. Thế là đã bảo anh trai Mbappe đến đó thử việc. Ngay khi anh vừa đến sở cảnh sát thì bên ngoài đã xảy ra xô xát, một người bị đám xã hội đen ngang nhiên thiêu sống trước cửa, mà đám cảnh sát bên trong lại chẳng có phản ứng gì. Sau đó đám người đó còn tự nhiên vào ngồi trong sở cảnh sát, nhìn thấy bọn chúng mà mặt thằng nào cũng tái mét đi. Thì ra đám này là một tổ chức tội phạm khét tiếng nhất trong vùng. Tên cầm đầu ngồi trên ghế tự nhiên cứ như đang ngồi ở nhà. Mbappe thấy thế cũng sợ chim rụt hết cả vào. Không lâu sau bọn chúng cũng rời đi. Lúc này anh mới hỏi mọi người, tại sao là cảnh sát mà không đứng ra dẹp bỏ đám này? Thì ra không phải họ không muốn mà là không thể. Trước đây cảnh sát trưởng cũng đã đứng lên ngăn cản bọn chúng. Chính điều đó đã khiến con gái ông ấy bị giết. Kể từ đó trở đi không ai còn dám ho he gì nữa. Mà bọn chúng đang có một kế hoạch lớn, bắt cóc con tin để thực hiện kế hoạch khủng bố, nhằm thị uy sức mạnh với chính quyền tại đây. Mà cảnh sát khi biết được thì lại chẳng biết làm cách nào. Ai cũng sợ nếu động vào bọn chúng sẽ chuốc họa vào thân. Vì thế bọn họ đã đẩy nhiệm vụ này cho Mbappe. Anh là người mới nên không có cách nào từ chối. Quá cay cú, Mbappe gọi điện về cho em trai và nói ra hết sự việc. Nhưng Ha Lan nghe thấy lại rất bình tĩnh, bảo anh trai cứ việc tới địa bàn của đám người xấu, việc còn lại thì cứ để em lo. Không lâu sau, Mbappe đã xâm nhập vào căn cứ của bọn chúng. Ở đây có rất nhiều con tin chờ anh giải cứu, đồng thời đám xã hội đen cũng đã đợi anh từ lâu, mà Ha Lan lúc này cũng đã đến. Cậu bảo anh trai đứng gần ổ điện, khi nghe thấy ám hiệu hãy tắt hết điện. Cứ như vậy mỗi lần đèn tắt là lại có vài tên ra đi, làm cho đám này hoang mang không biết đường nào mà lần. Ha Lan như một bóng ma lúc ẩn lúc hiện lấy mạng từng thằng. Sau khi đã mất quá nhiều người, thì xã hội đen cũng nhận ra vấn đề là ở người huýt sáo và tắt điện. Thế là bọn chúng cùng nhau huýt sáo. Ông anh Mbappe qua đó không biết gì bật điện sái cả tay. Rồi hai người thay đổi kế hoạch tắt toàn bộ điện, và trong 45 giây anh sẽ hạ hết đám này. Cứ vậy anh xông vào đám người, mỗi giây trôi qua là lại có vài tên nằm xuống, làm cho không một tên nào có cơ hội ra đòn. Tốc độ Ha Lan nhanh đến mức phải thua chậm lại mới thấy được chiêu thức anh tung ra. Cho đến khi giây cuối cùng kết thúc, cũng là lúc đám người bị đánh bại, làm cả mấy trăm tên nằm rạp chất cao tới tận nóc nhà. Sau đó cậu bảo anh trai hãy giải cứu các con tin và nhận lấy công lao to lớn đó về mình, còn cậu thì lại chẳng cần đến thứ đó. Vì thế làm cho cả sở cảnh sát nghĩ rằng một mình Mbappe triệt phá được tổ chức xã hội đen đó thật, mà không nghĩ ngợi gì lập tức trao bằng khen cho anh. Ai ngờ chính điều đó đã chọc tức tên trùm và quyết tâm phải trả thù Mbappe. Theo hắn điều tra và biết được Mbappe có một điểm yếu là cậu em trai, vì thế hắn lên kế hoạch cho người bắt cóc Ha Lan uy hiếp Mbappe. Ngay khi nhận thấy cơ hội, bọn chúng liền bắt khống chế Ha Lan, mà vẫn không hề biết rằng anh mới chính là người đã gây ra mọi chuyện. Sau đó còn lấy điện thoại gọi cho anh trai uy hiếp. Nghe thấy vậy Mbappe cũng nghi ngờ, bọn này ăn phải gan hùm rồi hay sao mà dám bắt cóc Ha Lan. Thế là anh lấy điện thoại để gọi cho em trai kiểm chứng.
Khi vừa nghe thấy tiếng thằng em bảo sợ lắm rồi thì anh liền hiểu ý, bảo rằng sẽ ngay lập tức tới đó. Phía này đám xã hội đen vẫn không biết gì, quyết định sẽ chặt một ngón tay của Hà Lan để làm kỷ niệm. Kết quả cứ vung dao xuống là Hà Lan lại rút tay lại. Đến cả mấy chục thằng vẫn không giữ nổi anh. Thấy chơi chán rồi, Hà Lan bắt đầu phản công, nhẹ nhàng vung tay đánh gục luôn ba tên, sau đó tung người hạ thêm vài thằng nữa, lại tung những cú đấm như trời giáng, khiến cho đám người bay hết vào ô tô, làm cho tên cầm đầu cũng phải sởn gai ốc, tiếp tục bắt đám đàn em tiến lên. Lúc này Hà Lan cầm lấy sợi xích mà bay trên đầu đám người, rất nhanh đã túm cổ được một thằng mà ném đi như một quả bóng. Cứ vậy chỉ bằng vài chiêu đơn giản đã quét sạch đám người, đến cuối cùng chỉ còn lại tên cầm đầu. Đúng lúc Mbappe cũng tới nơi, tiện thể Hà Lan giao luôn cho thằng anh xử lý. Thế là lại thêm một chiến công nữa được Mbappe lập, qua đó sự nghiệp cảnh sát lên như diều gặp gió. Kể từ đó tất cả đám cớm bảo kê đường sắt bến xe đều bị Hà Lan dẹp hết. Vì thế mà càng ngày Mbappe lại càng nhận được nhiều huân chương cao quý. Nhưng cấp càng cao thì trách nhiệm lại càng lớn. Sau đó Mbappe nhận được một nhiệm vụ quan trọng tại đất nước Syria. Cứ nghĩ rằng chỉ là đi công tác bình thường nên anh đã không bảo em trai đi cùng. Vừa đến nơi anh liền gọi điện thoại cho em trai và bảo mọi thứ bên này đều rất ổn. Ai ngờ vừa nói xong thì có chuyện xảy ra, một đám người cứ thế ập vào phòng, đánh đập Mbappe một cách hết sức dã man. Hà Lan nhìn qua điện thoại cũng thấy sợ, anh chỉ biết gào thét trong bất lực mà không thể làm gì. Đã thế bọn chúng còn cầm điện thoại buông lời thách thức, làm cho Hà Lan vô cùng phẫn nộ, quyết sẽ tiễn hết công ty họ hàng bọn chúng đi gặp Diêm Vương. Tuy vậy anh không hề biết rằng kẻ thù lần này không hề đơn giản, bọn chúng là phần tử khủng bố cực đoan, không có tội ác gì là không dám làm, kể cả bắt ép người dân phải ôm bom quên sinh. Không lâu sau Hà Lan đã cùng người yêu bay đến Syria, rồi hai người đến cảnh sát để nhờ giúp đỡ. Nhưng khi vừa nghe Hà Lan trình bày, thì cả sở cảnh sát mặt đã xanh như tàu lá chuối, và ngay lập tức từ chối giúp đỡ. Khi hai người vừa ra đến cửa thì được một người đàn ông bắt chuyện. Ở bên ngoài anh ta đã nghe hết câu chuyện của Hà Lan, anh ta cũng biết anh trai đang ở đâu. Vì hắn là một tên móc túi dạo, vừa hôm qua đã tháo mất chiếc ví của Mbappe khi vừa đến đây, từ đó cũng nhìn thấy đám người đã bắt cóc Mbappe đi. Thế là hai người tiện nhờ tên này dẫn đi. Theo sự chỉ dẫn của tên này rất nhanh đã tìm đến được hang ổ của đám khủng bố. Sau khi tìm kiếm, Hà Lan cũng tìm ra tên đã đánh anh trai. Hắn ta là giai to chuyên bắt cóc người cho tổ chức. Vừa thấy hắn ta, Hà Lan như phát điên mà lao vào đánh. Chỉ bằng mấy chiêu anh đã chiếm thế thượng phong. Biết rằng không đánh lại giai to liền quay đít bỏ chạy, làm cho Hà Lan đuổi tận đến hang ổ của bọn chúng, lén lút lấy đi vũ khí từ mấy tên canh gác, sau đó ném một chùm lựu đạn làm phá tan chòi canh gác. Cùng lúc đó Hà Lan đu dây tiến vào, vừa bay vừa ném bom hạ gục cơ số lính canh, rồi tiện đà tiếp đất đạp bay hai tên khác. Cứ vậy chậm rãi tung người tiễn mấy tên khác về trời. Chẳng mấy chốc đám lính bên ngoài đã bị giết hết không chừa một tên. Lúc này một tên đàn em cũng chạy đi báo cho tên trùm sơ luôn biết. Hắn ta liền cho đàn em lái ô tô lao tới, nhưng chưa kịp đến nơi đã bị dính vào bẫy mình Hà Lan cài sẵn mà nổ tan nát hết cả, làm lửa cháy vào cả áo anh. Hà Lan thấy thế liền xé bỏ chiếc áo để lộ ra thân hình mờ lem. Thấy không ổn, sơ lôn cử thêm 3 trực thăng chiến đấu xuất kích. Chúng muốn dùng lực gió để thổi bay anh, nhưng đã cố hết sức cũng không làm Hà Lan nhúc nhích. Anh còn tiện tay nhặt 2 khẩu súng mà bắn điên cuồng. Tuy vậy với hỏa lực đó không thể bắn hạ được bọn chúng. Hết đạn làm Hà Lan phải vứt súng bỏ chạy. Đồng thời 3 chiếc trực thăng cũng khai hỏa. Cứ vậy 1 tấn thuốc nổ TNT được thả xuồng. Bằng cách thần kỳ và hết sức vô lý, Hà Lan đã thoát chết ngoạn mục, thậm chí còn tiện đà thuốc nổ nhảy thẳng lên trực thăng. Cứ vậy phản kích nuôi hết đám lính bên trong ra ngoài, làm cho chiếc máy bay mất khống chế lao vào 2 chiếc còn lại. Chỉ bằng cách đơn giản như vậy, Hà Lan đã hạ gục được 3 con quái vật bầu trời. Còn anh thì đứng hiên ngang trên đỉnh thách thức, bên dưới là một đám lính cầm vũ khí bao vây, ngay lập tức xả ra cơn mưa đạn về phía Hà Lan, làm anh phải giật tung cánh cửa máy bay để làm khiên chắn. Cứ vậy nhảy xuống như một vị thần, tiếp tục dùng khiên chắn để đỡ hết số đạn. Sau một hồi bắn liên tiếp thì đám lính cũng đã hết đạn. Lúc này Hà Lan hóa thân thành đội trưởng Mỹ bắt đầu phản công, quăng chiếc khiên hạ gục được mấy tên, càng đánh lại càng hăng, cứ xuất chiêu là lại có người nằm xuống. Cho dù kẻ địch có đông cỡ nào thì cũng chỉ là con rối cho anh tập chơi. Chẳng mấy chốc tất cả đã bị anh giết sạch. Lúc này tên sơ lôn hoang mang mặt cắt không ra máu, đành bảo đội quân xe tăng tham chiến. Nhưng với anh thì chúng cũng chỉ là đống sắt vụn biết đi. Anh cứ vậy lấy đà trượt qua một chiếc xe tăng, rồi dụ bọn chúng phi vào đống xác máy bay, thành công một mẻ phá hủy hết tất cả. Lúc này đã hết cách, sơ lôn đành lấy Mbappe ra uy hiếp. Hắn ta đồng ý thả người, với một điều kiện, Hà Lan phải để lại cô bạn gái ngọt nước. Điều đó không thể chấp nhận với Hà Lan. Cứ vậy anh nổi máu điên muốn đánh nhau tiếp. Nhưng sau thời gian chiến đấu dài, Hà Lan đã không còn đủ sức phản kháng để cho đám người thỏa sức đánh tơi bời. Chưa khi nào mà Mbappe lại thấy em trai bị đánh như vậy cả. Điều đó làm anh rất lo lắng cũng nổi máu điên. Cứ vậy trèo ra khỏi phòng giam giữ, tay cầm viên gạch nhảy vào phăng từng thằng.
Đây cũng là lần đầu tiên anh dám đứng ra bảo vệ em trai, chẳng mấy chốc anh đã khiến đám này phải trả giá. Kể cả tên Sirlon cũng không là gì, một khi đã điên thì thằng nào cũng đập, rồi trực tiếp treo hắn ta vào cây sắt trên tường. Mà quay ra Hà Lan đã nằm dài dưới đất, cả hai người sau đó đã dùng mọi cách nhưng Hà Lan vẫn không tỉnh lại. Ai ngờ lúc này tên Sirlon vẫn chưa chết, đúng lúc hắn ta tấn công thì Hà Lan tỉnh lại tóm được, trực tiếp bẻ cổ tiễn Sirlon đi gặp ông bà ông vải. Sau chuyện này hai anh em không bao giờ rời xa nhau nửa bước, cùng nhau chung sống dưới một mái nhà hạnh phúc. Phim đến đây cũng hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bộ phim tiếp theo. Bye bye.